Ok, chào mọi người nhá. Điểm số đang là 6-4 nghiêng về Đức Thảo. Quay lên thầy. Chào Hiếu nhá, chào Hiếu Suzuki. Điểm số 7-5. Đây là trận chung kết đôi nữ. Anh em chia sẻ với em giúp em nhá. Điểm số 6-7. Đọc cầu rất mạnh của anh Tiến Đức. Một chung vào lưới, điểm số 8-6. Đúng rồi, Bình Luận Viên Quốc Học. Điểm số 11-6. Sau các loạt trận đua nữ thì sẽ đến các loạt trận đơn. Đơn nam, đơn nữ. Rồi đến chung kết đôi đánh sau cùng. Chào tất cả anh em nhá. Mỗi người đây là các trận chung kết của giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019. Nên là mọi người chia sẻ video giúp em nhé. Chia sẻ để cho nhiều người vào đây xem ạ. Điểm số 11-6. Đôi Tuấn Đức Như Thảo thì là vẫn đang là đôi nam nữ số 1 Việt Nam. Điểm số 7-11. Đây là trận thi đấu chung kết đua nữ giữa Tuấn Đức Như Thảo và anh Trì Giang Quảng Trị. Tuấn Đức Như Thảo là đơn vị Hà Nội. Tuấn Đức Như Thảo là Hà Nội nhé mọi người. Còn anh Trì và chị Giang là ở Quảng Trị. Đọc cầu rất tốt. Điểm số 13-7. Mọi người xem có rõ không ạ? Mọi người chất lượng mạng có rõ không? Điểm số 13-7. Nói chung là anh Tuấn Đức thì với chị Như Thảo là đều đi thi đấu quốc tế rất là nhiều, nên là trình độ của vượt trội hơn rất là nhiều. Điểm số 14-7. Xem 30 đang xem nhá. Những người cho một chia sẻ nhá. Những người cho một chia sẻ. Điểm số 15-7. Cầu lật lưới, điểm số 8-15.
đơn nam thì sau các loạt trận đôi nam nữ thì sẽ diễn ra các trận chung kết đơn nam ạ. Đơn nam chung kết giữa anh Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát. Bóng không qua lưới, điểm số 9-6. Sân bên cạnh có lý vào nhưng em không biết ai lý. Sân bên cạnh chung kết đôi nữ giữa Thái Bình và Đồng Nai. Trận đấu rất hay ạ, trận đấu rất hay nên là mọi người chia sẻ với em nhé. Điểm số 17-9. Anh Tuấn Đức với thể hình rất là nhỏ con nhưng mà đánh rất hay ạ. Kéo những pha cài của Tuấn Đức. Ui, chém hay chưa? Điểm số 29 rồi. Trình độ của anh Tuấn Đức và chị Như Thảo hơn hẳn, nổi trội hơn hẳn. Điểm số 10-20. Chung kết đơn nam tí nữa mới đánh ạ. Sau trận chung kết đơn nam nữ thì sẽ đến chung kết. Uầy, hay thế. Anh Tiến Minh sau trận này Tiến Minh sẽ đánh ạ. Chào một trong mọi người chia sẻ với em giúp em đi ạ. Mỗi người cho em một chia sẻ đến chợ Cổ Long nhá. Đây là trước trận chung kết rồi, chỉ còn đấu nhóm ngày hôm nay là kết thúc rồi. Điểm số 21-10, sơ đấu thứ nhất, Tuấn Đức Như Thảo thắng. Chung là anh Tuấn Đức Như Thảo thì trình độ nhỉnh hơn rất là nhiều. Cũng là anh Tuấn Đức vừa là đôi nam nữ số 1 Việt Nam, vừa là đôi nam số 1 Việt Nam. Đúng rồi, sau trận thi đấu đôi nam nữ sẽ là đến trận chung kết đơn nam giữa anh Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát. Ok, mỗi người chia sẻ video đi, chia sẻ video vì để cho nhiều người vào đây xem ạ, để chúng ta học tập. Trận đấu thứ hai rồi. Quảng Trị cố lên. Quảng Trị cần phải cố lên thì trận đấu mới hấp dẫn được. Vì trình độ của anh Tuấn Đức và chị Như Thảo đỉnh hơn rất là nhiều. Nên đội Quảng Trị cần phải đánh rất là sung thì mới xem mới hấp dẫn ạ. Hay thế. Vâng, những đường cầu rằng co rất hay. Hay thế. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người chia sẻ video lên chợ Cổ Long giúp em nhá. Một pha, một đường cầu rất là rằng co. Điểm số 1-0 cho Tuấn Đức Như Thảo.
chào tất cả anh em. Hôm nay em là được là bình luận viên. Số 1 đều. Cầu không qua lưới, điểm số 2-1. Em chỉ biết là anh Trì sinh năm 93, còn Trịnh Giang sinh năm 96. Anh Tuấn Đức là sinh năm 96 ạ. Anh Đức chị em 96 ạ. Anh Đức thì đôi nam nữ số 1 Việt Nam và đôi nam cũng số 1 Việt Nam luôn mọi người ạ. Anh ấy thân mình rất là chiều cao. Đơn nữ chưa ạ? Sau các loạt trận đua nữ thì mới đến chung kết đơn nam với đơn nữ. Đơn nam là anh Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát. Đơn nữ là chị Nguyễn Thùy Linh và chị Vũ Thị Trang. Này thế. Ui. Cầu ngoài sân. Số 42. Anh Tuấn Đức đánh rất hay rồi mọi người ạ. Cầu ngoài sân. Cầu số 34. Vâng, chị Thảo đánh hay rồi mà. Chị Thảo đánh hay lắm. Anh không qua nhờ. Điểm số 34 cho đội Quảng Trị. Cầu không qua lưới. Đội điểm 53. Có chứ. Đôi nữ đang đánh sân bên cạnh ạ. Nhưng mà đôi Thái Bình đang thắng 1-0 rồi. Đôi Thái Bình đánh mạnh hơn rất nhiều. Vâng, một pha bật đập cầu rất cao. Quá hay. 8-4. Sau các loạt trận đua nữ thì sẽ đến các loạt trận chung kết đơn. Thì rất mong mọi người hãy tag bạn bè của mình vào để được xem những trận đấu chung kết rất là hay của buổi tối ngày hôm nay. Cầu không qua lưới, điểm số 9-4. Đây là set đấu thứ hai, điểm số 9-4. Anh Tuấn Đức đánh rất là vừa khéo vừa nhờ hay mọi người ạ. Ui, đập cầu tốt. Điểm số 14. Trình độ hơn hẳn mọi người ạ. Thật sự là trình độ của Tuấn Đức như Thảo hơn hẳn với các cặp đôi ở Việt.
Đây là trận chung kết nha mọi người nhá. Đây là tất cả các trận đấu buổi tối ngày mai đều là các trận chung kết ạ. Đôi nữ đang đánh sang bên cạnh Hà Phạm ơi. Nhưng mà đôi nữ thì đôi Thái Bình đang thắng một set. Set đấu thứ hai đang đang dẫn trước 10-0 mọi người ạ. Lạch quá. Anh ơi, đấy là đội Hà Nội đang cổ vũ ạ. Khán đài nhà thi đấu rất nóng. Mọi người đang cổ vũ cho. Đức và chị Như Thảo thắng rồi. Phát cầu điểm số 5-12. Cầu không qua lưới. Điểm số 13-5. Sân thiếu bên cạnh là trận chung kết đôi nữ thì Thái Bình đánh rất xuất sắc, đã giành thắng một set rồi, đang thi đấu set đấu thứ hai và đang dẫn trước với điểm số 11-0. Lan kia. Anh Tuấn Đức đánh rất bình tĩnh rồi ạ. Như Kevin ạ. Đầu tốt. Điểm số 6-13. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc mọi người xem video vui vẻ nhá. Mọi người nếu thấy những trận đấu hay thì mọi người có thể giúp em chia sẻ video lên chợ Cố Lông để cho nhiều người vào đây học tập để chúng ta xem ạ. Cầu không qua lưới, điểm số 14-6. Có rất nhiều người đang mong muốn xem những trận đấu như vậy. Đập cầu rất mạnh nhưng vẫn thủ được. Ui. Điểm số 74. 500 lên đấy. Trận đôi nữ bên cạnh tỷ số đang rất chênh lệch. Thái Bình đang dẫn 13-1. Trận đấu thứ hai. Đúng rồi. Nếu xét về trình độ thì đôi Tuấn Đức Như Thảo nhỉnh hơn rất là nhiều. Vì đôi Tuấn Đức Như Thảo đi thi đấu quốc tế rất là nhiều, cọ sát rất là nhiều được cầu hay rồi nên là trình độ hơn hẳn. Anh Tuấn Đức đánh trận này xong rồi tí nữa đánh chung kết đôi nam nữa. Điểm số 96. Điểm số 17-9. Kết thúc các loạt trận thi đấu đôi thì sẽ đến chung kết đơn nhá. Tí nữa sẽ là Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát. Anh Lê Đức Phát hôm qua đã xuất sắc giành chiến thắng giữa Trương Nguyễn Hải Đăng 3 set và đã ghi mình vào trận chung kết. Đấy.
chưa về anh ạ. Hay thế. Làm gì à? Vâng. Pha cầu rất hay. Chị Thảo thủ hay lắm. Ui. Cầu ngoài sân. Điểm số 10-19. Điểm số hơi chênh lệch đúng không? Vâng, em đã nhìn thấy anh Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát đang đi xuống sân rồi. Chúng ta chuẩn bị xem trận chung kết đơn nam mọi người á. Anh Lê Đức Phát cao lắm. Không biết cao mấy bao nhiêu. Nhất này. Vâng, anh Tuấn đánh hay thế. À, anh Tuấn Đức. Ui. Anh Tuấn Đức có thể nhỏ con thôi nhưng mà đánh thế này ạ. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai 20-10. Anh Tiến Minh và anh Lê Đức Phát đang khởi động. Chúng ta chuẩn bị được hay thế. Xin chúc mừng anh Tuấn Đức và Như Thảo. Anh Tuấn Đức nghỉ một ngơi một tí là tí nữa đánh chung kết đôi nào luôn ạ. Đoàn Hà Nội năm nay đôi có ba đôi được góp mặt vào trận chung kết. Đôi nam chung kết cũng là đoàn Hà Nội hay. Ok, và mọi người chia sẻ với em giúp em nhá. Mọi người chia sẻ với em đi ạ. Mỗi người cho mọi người chia sẻ lên chợ Crom đi. Để chúng ta xem trận chung kết đơn nam có thể nói là hay nhất của buổi tối ngày hôm nay, giữa anh Nguyễn Tiến Minh và anh Lê Đức Phát. À, em đánh xong rồi ạ. Em đánh xong rồi. Em đánh thua Hải Đăng rồi. Bây giờ sẽ là trận chung kết đơn nam nhé mọi người nhá. Mọi người chia sẻ với em đi ạ. Chung kết đơn nam. Vâng, em là Phúc Hồng rồi ạ. Ok, khán đài đang rất nóng. Mọi người có thể tăng và chia sẻ video này lên chợ Cổ Long nhá. Chia sẻ video lên chợ Cổ Long đi ạ. Để chúng ta xem trận chung kết đơn nam. Ui, rất là hay. Liệu anh Đức Phát có làm được một điều kỳ diệu trước anh Nguyễn Tiến Minh không? Anh Phát và anh Hoa đã rất xứng đáng. Anh Lê Đức Phát qua rất xứng đáng đã vượt qua tay vợt Nguyễn Hải Đăng. Trận chung kết đơn nam được chờ đón nhất buổi tối ngày hôm nay giữa anh Nguyễn Tiến Minh, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, và anh Lê Đức Phát, đơn vị Quân đội. Anh Nguyễn Tiến Minh thì
Tiến Minh mặc áo trắng là quân đen. Đánh rất là hay rồi mọi người ạ. Chỉ hy vọng anh Phát cố gắng và làm được một điều gì kỳ diệu chứ anh Nguyễn Tiến Minh thôi. Anh Lê Đức Phát sinh năm 1998. Năm nay 22 tuổi. 21 tuổi. Nhưng anh đấy sở hữu một chân đình rất là lợi thế, rất là to, cao. Mọi người chia sẻ video nha em, chào anh Trưởng, chào tất cả anh em. Chào tất cả anh em đam mê cầu lông, chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Chúc anh em xem video vui vẻ. Chúc anh em đón xem trận chung kết đơn nam hấp dẫn. Thi Đức. Đây là này đấy. Chào 300 người đang xem. Người chưa hôm qua Liverpool của học lên đến hơn 1.000 người xem trận thi đấu. Mọi người có thể trận thi đấu này là một trận thi đấu vô cùng hấp dẫn. Mọi người có thể dự đoán trận đấu này được không ạ? Mọi người dự đoán trận đấu này đi. Của Việt Nam hiện nay, Thơ Hùng với là một cầu thủ rất khuôn mặt rất quen thuộc đó chính là Đức Phát. Đúng rồi. Trận đấu đã được bắt đầu. Trên màn hình các bạn. Chào mọi người nha. Học sẽ chơi mini game trên cái live stream này. Học sẽ mọi người có thể dự đoán trận đấu này, kết quả trận đấu này. Ai mà đoán đúng học sẽ tặng cho mọi người một hộp quân can chống trơn. Kết quả của trận đấu này nhá, giữa anh Tiến Minh và Lê Đức Phát, mọi người dự đoán đi ạ. Và du học chia sẻ với em lên chợ cầu lông nhá. 0-0. Điểm số 1-0. Không mệt mỏi của làng là đứng dậy chụp eo. Cho hai vợ. Wow, hay thế nhỉ. Hay quá mọi người ơi. Học có một phần quà trong cái livestream này nhá. Dự đoán kết quả trận đấu và học xin tặng cho ai chia sẻ video là nhiều nhất lên chợ cầu lông một hộp quấn cán chống trơn nhá mọi người nhá. Nên là điểm cầu ngoài sân. Điểm số 3-4 cho anh Tiến Minh. Ông nói rồi đấy, ông sẽ tặng một phần quà là một hộp quân can chống trơn
cho những ai chia sẻ video này nhiều nhất lên chợ Cầu Lông ạ. Đập cầu tốt thế. Trận đấu rất hay. Hay thế. Vâng. Quá hay. Một pha đập bật đập cầu rất cao vào cắm của anh Phát. Điểm số 5-3. Có thể nói là anh Lê Đức Phát bước vào trận thi đấu này rất là quyết tâm. 5-3. Liệu có một sự thay thế. Đập cầu tốt. Điểm số 4-5. Học thì học của Vũ cho hai người, nhưng học của Vũ cho anh Phát nhiều hơn, vì rất mong muốn anh Phát quyết tâm để làm lên một điều kỳ diệu trước anh Nguyễn Tiến Minh. Vì anh Nguyễn Tiến Minh là tượng đài của Cầu Lông Việt Nam rồi. Nên là rất mong muốn có một thế hệ trẻ quyết tâm để phấn đấu. Điểm số 4-5. Ui. Một pha đập cầu tốt của anh Lê Đức Phát. Điểm số 6-4. Đập cầu tốt. Live stream ngày hôm qua đã được 1.000 người xem. Học rất mong muốn mọi người chia sẻ video giúp học lên chợ Cầu Lông để live stream ngày hôm nay chúng ta vượt qua con số 1.000 người xem được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hay thế. Trong sân. Điểm số 6 đều. Chào 500 anh em đang xem. Học tin chắc là Gliver ngày hôm nay sẽ hơn 1.000 người xem. Hôm qua được 1.000 người xem rồi. Nên là mọi người hãy giúp học chia sẻ để hôm nay lên hơn 1.000 người xem đúng không ạ? Điểm số 6 đều. Rất tốt. Hay thế. Wow. Một pha chém cầu rất tốt nhưng mà cầu lại ra ngoài một chút. Điểm số 7-6. Anh Lê Đức Phát hôm qua đã xuất sắc giành chiến thắng giữa tay vợt Nguyễn Hải Đăng, là một nhân vật trẻ triển vọng nhất của Cầu Lông Việt Nam với 3 set. Và hôm nay đã ghi mình một trận chung kết. Thì mọi người xin chúc cho anh Lê Đức Phát hôm nay thi đấu thật tốt. Cầu tốt, điểm số 7 đều. Đôi nữ đã đánh xong mọi người nhá. Đôi nữ thi đấu xong rồi. Đôi Thái Bình, chị Hồng Khánh đã xuất sắc giành chức vô địch. Đây là set đấu thứ nhất. Chỉ số đang là 7 đều. Đôi nữ đánh xong rồi ạ. Đôi nữ đánh xong rồi mọi người nhá. Đôi nữ đánh thi đấu xong rồi. Đôi Thái Bình giành vô địch nha mọi người nhá. Chị Hồng và Khánh giành vô địch. Còn đôi Đồng Nai là gì? Điểm số 8-7. Anh Phát có những pha kê lưới rất tốt. Như học nói rồi, anh Phát có lợi thế với chiều cao và có những pha chô cầu lưới, sủi lưới rất là sát và xoáy.
điểm số 8 đều. Mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Như Học nói rồi đấy, Học sẽ trận đấu ngày hôm nay là chung kết, nên là Học sẽ có một phần quà dành đến cho mọi người, đó là một hộp quần cắn vật chống trơn và một quả bóng tập cổ tay cho ai chia sẻ video nhiều nhất lên chợ Cổ Lông nhá. Đập cầu tốt, số 18 cho anh Tiến Minh. Điểm số đang là 11-9. Hai vận động viên đang nghỉ giữa hiệp. Lúc này các huấn luyện viên sẽ là đóng vai trò rất quan trọng để nhắc nhở các vận động viên của mình. Ok mọi người nhá. Trở lại với sắc đấu đầu tiên. Hai. Vâng, một pha đập cầu quá tốt của anh Tiến Minh. Đôi nam nữ, anh Tuấn Đức và chị Nguyễn Thảo vô địch rồi ạ. Em xin cập nhật trận tỷ số đôi nam nữ thì anh Tuấn Đức và chị Nguyễn Thảo vô địch, còn đôi nữ là chị Hồng và Khánh Thái Bình vô địch. Điểm số đang là 12-9. Cầu ngoài sân, điểm số 13-9. Đúng rồi, hôm qua được 1.000 người xem thì hôm nay rất mong muốn mọi người chia sẻ để lên hơn 1.000 người xem ạ. Trận đấu rất là hay. Để chúng ta chờ đón một điều kỳ diệu xảy ra nào. Hay thế. Ui. Một pha đánh cầu rất hay của anh Lê Đức Phát. Điểm số 10-13. Anh Lê Đức Phát đang rất quyết tâm anh em ạ. Điểm số 10-13. Điểm số 10-13, trận đấu ấy rất hay nên rất mong muốn mọi người có thể chia sẻ để cho nhiều người vào đây xem ạ, để chúng ta học tập. Wow. Cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân rồi, điểm số 14-10. Hay thế. Ui. Chủ động đánh cầu rất tốt của anh Lê Đức Phát. Điểm số 11-14. Ông nhớ là có một trận anh Lê Đức Phát thắng được anh Tiến Minh một set thôi, chứ còn chưa lần nào thắng được anh Nguyễn Tiến Minh. Nhưng mà liệu lần này Lê Đức Phát có làm được điều kỳ diệu không ạ?
chào 700 người đang xem nhá. Mọi người có thể chia sẻ video lên chợ và tag bạn bè vào để xem nhá. Trận đấu rất hay. Đây là hai người mạnh xứng đáng nhất của cầu lông Việt Nam hiện nay. Điểm số 11-14. Ngắn 12-14. Nhà thi đấu đang rất là đông, đang kín chỗ rồi anh em ạ. Vẫn còn kìa. Hay quá anh Phan ơi. Wow. Cố lên nào. Wow. Ôi. Vâng, rất đáng khen cho nỗ lực của anh Lê Đức Phát. Mọi người có thể chia sẻ video này giúp em đúng không ạ? Trận đấu rất hay, có vẻ như anh Phát đã bị căng cơ. Ôi, một pha cầu quá hay của anh Phát. Nỗ lực cứu cầu nhưng mà hình như đang bị căng cơ mọi người ạ. Bác sĩ đang vào chăm sóc. Hay quá đi rồi anh em ạ. Rất đáng khen cho nỗ lực của anh Lê Đức Phát. Vâng, cầu mong cho anh Phát vẫn tiếp tục thi đấu được. Vì một pha... Đây là trận đấu thứ nhất nha mọi người nha. Một pha cứu cầu rất nỗ lực. Rất mong là anh Phát sẽ vẫn tiếp tục thi đấu được. Chứ nếu mà trận đấu mà phải dừng ở đây thì thì nó rất buồn. Nhà thi đấu đang rất đông mọi người ạ. Trận chung kết thì rất nhiều người đang ra đây cổ vũ. Chào 800 anh em nhá. 800 anh em mỗi người cho học một cái chia sẻ lên chợ cầu lông hoặc là tag bạn bè của mọi người vào. Học rất mong muốn cái trận chung kết đơn nam của giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 này nó lên con số 2.000 người xem. Hôm qua cái livestream của học được 1.000 người xem rồi. Hôm nay rất mong muốn trận đấu này rất là hay. Mọi người có thể giúp học làm cái điều mà học rất mong muốn, đó là lên con số hơn 1.000 người xem ạ. Nên là mỗi người hãy cho một chia sẻ. Chết rồi, anh Phát bị đau chân rồi anh em ơi. Trận này rất là hay nhưng mà mọi người cổ vũ cho anh Phát đi. Mọi người cổ vũ cho anh Phát đi để anh Phát căng cơ hay sao ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là trận thi đấu ngày hôm qua là trận bán kết thì anh Lê Đức Phát đánh với Nguyễn Hải Đăng. Trận đấu 3 set rất là căng nên là rất là tiêu. Nên là anh Phát rất đã tốn rất nhiều sức. Cổ vũ đi.
Vâng ạ, bây giờ thì học không biết thế nào, nhưng mà vâng ạ, hình như là ký thua rồi. Anh em ơi, anh Phát bị chấn thương mọi người ạ. Trời ơi, tiếc thế. Mọi người ơi, anh Phát ký thua rồi do chấn thương. Pha cứu cầu nỗ lực của anh Phát nhưng mà bị căng cơ, rất đáng tiếc. Nhưng mà không sao, tôi rất đáng khen cho nỗ lực của anh Lê Đức Phát. Mọi người thể thao là vậy mọi người ạ. Thể thao nó biết là đang rất cố gắng rồi, nhưng mà không may nó bị chấn thương thì phải chấp nhận thôi. Nhưng mà rất đáng khen cho sự cố gắng của anh Lê Đức Phát. Bây giờ chúng ta sẽ xem trận chung kết đơn nữ giữa chị Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang. Trận đấu này thì hay không kém trận đấu đơn nam, nên là mọi người ở lại đây để xem nhá. Đúng rồi, rất là buồn, rất là tiếc, tiếc cho anh Phát. Cảm xúc bị thật sự học hơi cảm xúc của học hơi bị hụt hẫng. Rất buồn, rất tiếc, rất muốn xem tiếp tục, rất muốn tiếp tục xem, nhưng mà chúng ta cùng đón xem trận chung kết đơn nữ giữa chị Nguyễn Thùy Linh của đơn vị Đồng Nai và chị Vũ Thị Trang của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai vận động viên nữ tài năng và hay nhất của cầu lông Việt Nam. Chị Linh, chị Trang sinh năm 1993, còn chị Linh là sinh năm 1997. Chị bị lên nghìn đấy. Chị bị lên nghìn đấy. Ừ. Chắc xem một tí là lên nghìn đấy. Đúng rồi mọi người ạ. Dạ. Đúng rồi anh Tuấn thôi. Dạ. Hai đi đâu đây? Anh đi đâu? Đúng rồi, đang hay thì bị rất là tiếc. Nhưng mà không sao, rất đáng khen cho nỗ lực của anh Lê Đức Phát. Mày không anh ơi, vận động viên chuyên nghiệp nhưng mà thi đấu thì không may mắn thì bị căng cơ thôi, chứ không phải là ấy đâu. Đúng rồi, chúng ta lên động viên và cổ vũ anh Lê Đức Phát, chứ thay vì những lời nói, chúng ta lên động viên anh Lê Đức Phát để anh ấy lấy lại tinh thần và cố gắng. Minh ơi, vâng, chúng ta chuẩn bị đón xem trận
Vâng, đây là trận chung kết đơn nữ. Chung kết đơn nữ giữa hai vận động viên Nguyễn Thùy Linh của đơn vị Đồng Nai và Vũ Thị Trang của đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Các bạn nữ đâu rồi? Các bạn nữ vào cổ vũ để vào xem đi ạ. Đây là trận chung kết đơn nữ. Thì hai lần gặp nhau gần đây nhất thì chị Linh đã giành chiến thắng trước chị Vũ Thị Trang. Chị Linh trẻ hơn rất nhiều, chị Linh sinh năm 1997. Còn chị Trang thì sinh năm 92-93. Chị Trang là vợ của anh Tiến Minh. Mọi người xem chất lượng mạng có được không ạ? Có ổn định không ạ? Chất lượng mạng vẫn bình thường mà anh em. Ok mọi người chia sẻ video đi. Các bạn nữ vào đây để xem nhá. Đây là hai có thể nói là chị Nguyễn Thị Linh là thế hệ thay thế của chị Vũ Thị Trang. Chị Linh là quê ở Phú Thọ, còn chị Trang là quê ở Bắc Giang. Chị Trang thì là vợ của anh Nguyễn Tiến Minh, là vợ của Đức Kim vô địch đơn nam cầu lông Việt Nam. Đấy, hai người giỏi lấy nhau anh em. Ok, mọi người chia sẻ video đi. Sau các trận đơn nữ thì sẽ diễn ra các trận chung kết đôi nam. Đúng rồi, học cho anh em chơi mini game tiếp nhá. Học sẽ tặng cho mọi người một hộp quân cán và một quả bóng tập của tay cho ai dự đoán và chia sẻ video nhiều nhất, dự đoán kết quả của trận đấu này, kết quả của từng set của trận đấu này và chia sẻ video nhiều nhất lên chợ cầu lông. Ai dự đoán trúng là tí học kiểm tra, học sẽ tặng cho một hộp quân cán trong trơn và một quả bóng tập của tay nhá. Điểm số 1-0 cho chị Linh. Cầu ngoài sân. Điểm số 2-0. Lưới.
chia sẻ với anh Duyên, điểm số đó là 4-0. Một khởi đầu cực kỳ ấn tượng tốt của chị Linh. Hai lần gặp đấu gần đây nhất chị Linh đã giành chiến thắng. Điểm số 5-0 rồi. Chị Linh sức trẻ. Chị Trang thì những năm 2-3 năm trước thì chị Trang đánh kinh khủng lắm rồi. Cầu không qua lưới. Điểm số 1-5. Sân bên cạnh chung kết đôi nam rồi ạ. Tuấn Đức Hồng Nam gặp Tuấn Anh Chí Đức. Chí Đức hôm qua đã rất xuất sắc giành chiến thắng trước đàn anh của mình. Điểm số 6-1. Nhà thi đấu đã kín người mọi người ạ. Nhà thi đấu đang rất đông. Điểm số 2-6. Đúng rồi anh Mạnh ơi. Chị Linh thì ngày thi đấu đầu tiên thì có gặp một vấn đề. Ngày đấu thứ hai có bị chuột rút nhưng mà các chuyên gia đã chăm sóc chị nên là bây giờ chị ấy bình phục rồi, sung rồi. Điểm số 2-6. Học thì học cổ vũ cho hai vận động viên. Cầu ngoài sân, điểm số 3-6. Trận bên cạnh là trận chung kết đôi nam mọi người ạ. Cầu tốt, điểm số 8-3. Mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Chị đã không được cười. Cầu không qua lưới, điểm số 9-3. Học đang like hai máy liền mọi người ạ. Một máy là hơn gần 300 người xem, một máy là 500 người xem. Điểm số 9-3 cho chị Nguyễn Thùy Linh. Cầu ngoài sân, điểm số 13. Đôi nam bên cạnh là trận chung kết nội bộ. 2-3.
hai đôi đều là của Hà Nội. Ôi sao mờ thế nhỉ? Vâng ạ, bên kia đang tập đập ạ. Ê! Trận chung kết đôi nam bên cạnh thì hai đôi đều là ở Hà Nội ạ. Và Hà Nội hôm nay rất xuất sắc. Nội dung nào cũng có mặt ở trận chung kết. Đôi nam đang đánh mọi người ạ. Đúng. Muốn chạy lên. Trận nội bộ nên là chị Linh đang dẫn 11 năm ạ. Ok, em quyết định quay em quay trận chị Linh nhá. Điểm số 12 năm. Trận chung kết đôi nam bên kia thì chiến thắng thì dành cho anh Tuấn Đức Hồng Nam rồi mọi người. Vì đều là nội bộ Hà Nội mà. Đôi nam thì đều là đoàn Hà Nội nên là xem không hấp dẫn, sẽ không hấp dẫn bằng trận điểm số 13 năm. Hay thế. Chị Linh xứng đáng là điểm số 14 năm rồi. Chị Linh đến thời điểm hiện tại rất xứng đáng là đơn nữ số 1 Việt Nam. Nếu như học dẫn định chị Linh, chị Trang thì có nhiều tuổi hơn.
Bây giờ chị Linh trẻ hơn rồi, phong độ hơn rồi. Điểm số đó là 14 năm. 15 năm. Vừa trời ơi, hai sân đều điểm số cách nhau 10 điểm. Điểm số 15 năm. Cô hậu cổ vũ nữa chị Linh đi ạ. Chị Linh là người Phú Thọ, người Đền Hùng, con của Đền Hùng, con đất tổ vua Hùng. Bố chị Linh cũng vào đây để cổ vũ cho chị Linh. Hay thế nhá. Pha đập cầu tốt, điểm số 16 năm. Sân bên cạnh trận đôi nam điểm số là 9-17. Chênh lệch có mọi người ạ. Em quyết định là quay đơn nữ hơn, vẫn hơn. Điểm số 16-5. Chị Linh xem 97 ạ. Chị Trang sinh năm 92 hay 93 không biết. Qua lên này chị ơi, chị qua lên chứ ơi. Vâng chị. Đặt cầu không qua lưới. Chị Linh sinh năm 97 nha mọi người. Điểm số 17 năm. Chị Linh có những pha phát cầu lên tận lóc nhà mọi người ạ. Rất là dựng, rất khó chịu luôn. Phát rất là chuẩn. Tiến Minh đánh rồi mọi người ơi. Anh Tiến Minh vừa đánh chung kết đơn nam với anh Lê Đức Phát. Nhưng mà đang đánh nửa set đầu tiên thì anh Lê Đức Phát bị chấn thương, nên là đã phải dừng trận đấu. Vâng, những pha chém cầu của Diệu Linh rất là chuẩn và khó chịu. Ui. Điểm số 19 năm. Họ không nghĩ là trận đấu lại điểm số cách biệt như này đâu. Chị Linh đánh hay quá. Họ thấy chị Trang đánh có vẻ hơi ì với cả điểm số 6-19. Cách đây 1-2 năm thì trận đấu giữa chị Trang và chị Linh rất là căng. Hai người đánh với nhau rằng co từng điểm số một. Nhưng mà năm nay thì chị Linh sức trẻ và cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều, tập luyện nữa, thì điểm số đang là 19-6. Kết quả của đơn nam thì anh Nguyễn Tiến Minh vô địch rồi mọi người ạ. Anh Lê Đức Phát đang đánh được nửa set 1 thì bị chấn thương. Chị Linh có những pha chém cầu rất là ui. Thế. Điểm số 26, điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Điểm số hơi chênh lệch. Để chúng ta chờ đón set đấu thứ hai xem sao. Hay thế. Linh đầu quân cho đơn vị Đồng Nai mọi người nhá. Đơn nam đánh xong rồi mọi người. Đơn nam anh Tiến Minh vô địch rồi. Đơn nam anh Tiến Minh vô địch nhá. Trận đơn nam thì rất là đáng tiếc vì đánh được nửa set 1 thì anh Lê Đức Phát sau một pha cứu cầu rất hay thì đã bị chấn thương, nên là trận đấu đã bị dừng.
kết thúc xe đấu thứ nhất, Chí Linh giành chiến thắng 21-6, điểm số khá chênh lệch. Chí Linh đánh hay lắm anh ạ. À, chung kết đôi nam nữ cũng đánh rồi nhá. Chung kết đôi nam nữ anh Tuấn Đức và chị Như Thảo vô địch rồi ạ. Còn anh Trì và chị Giang Quảng Trị thì nhì đang đánh chung kết đôi nam. Anh Tuấn Đức và Hồng Nam đang đánh đôi chung kết đôi nam với Trí Đức và Tuấn Anh. Hai đôi đều là của Hà Nội hết. Lê Đức Phát với anh Nguyễn Tiến Minh thì anh Minh thắng ạ. Mới đánh được có nửa set thì anh Phát bị chấn thương. Không may bị chấn thương nên là bị dừng trận đấu. Quay lại với set đấu thứ hai, trận chung kết đơn nữ, điểm số 0-0. Nhìn chị Linh với chị Trang như kiểu một á, nhìn giống nhau kinh khủng, nhìn đằng sau giống nhau, dáng giống nhau. Đập, trời ơi, đập cầu không qua lưới. Điểm số 1-0. Những pha cầu rất giằng co, cầu ngoài sân, điểm số 1-0. Đôi nam nữ đánh xong rồi ạ. Đôi nam nữ ở đôi anh Tuấn Đức chị Như Thảo vô địch rồi ạ. Điểm số 1-0. Phong độ chị Trang thì chị Trang cũng yếu hơn 1-2 năm trước rất nhiều. Và chị Linh thì cũng tuổi trẻ, cũng đi lang đi lên nữa. Điểm số 2-1. Anh Đức Phát đang đánh thì bị chấn thương nhá mọi người. Đang đánh nửa sang 1 thì bị chấn thương. Điểm số 2-1. Không cầu ngoài. Chị Linh cần phải tập trung hơn. Không được hỏng những pha cầu như vậy. Điểm số 3-1. Phát cầu ngoài. Điểm số 2-3. Chào 500 anh em nhá. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.
4-2. Hai vận động viên phát cầu rất là dựng mọi người ạ, rất là chuẩn và dựng. Hay quá. Ui vẫn còn kìa. Ui. Hay tê. Pha cầu trước cứu cầu rất xuất sắc nhưng mà chém cầu không qua lưới. Điểm số 5-2 cho chị Trang. Mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Ai cổ vũ cho chị Trang thì cổ vũ nhá. Ai cổ vũ cho chị Linh thì cổ vũ. Còn em và cổ vũ cho Hanh đều cổ vũ cho hai người. Điểm số 5-2. Đập cầu không qua lưới. Điểm số 6-2. Anh em cổ vũ đi. Anh em cổ vũ cho chị em chứ nhỉ. Chị em cổ vũ đi ạ. Đúng rồi, hai vận động viên đều vừa có tài vừa có sắc, vừa xinh vừa đánh cầu hay. Điểm số 7-2. Xếp 1 chị Linh thắng với tỷ số 21-6 nha. Trận đấu thứ hai này chị Linh đánh lỗi hơi nhiều. Điểm số 8-2 cho chị Trang ạ. Người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Và hãy giúp em chia sẻ và tag bạn bè vào để nhiều người được xem trận đấu hay này ạ. Đập cầu tốt. Một pha đập cầu rất tốt. Vâng, ở sân bên cạnh thì đã kết thúc trận chung kết đôi nam. Và xin chúc mừng anh Tuấn Đức và anh Hồng Nam đã... Anh Tuấn Đức đã giành hai chức vô địch đôi nam nữ và đôi nam. Trên sân chỉ còn nhóm trận chung kết đơn nữ để thôi. Nên mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Chị Linh ạ. Đập cầu tốt. Yên gọi sập luôn. Đừng gọi em à. Mọi người nhìn xem lại được chưa ạ? Thì đang live stream có người gọi thì nó bị gián đoạn ngay mà. Mọi người ơi, mọi người nhờ xem có bình thường không ạ? Điểm số 9-5 cho chị Trang. Điểm số 9-5 nha, chị Linh thắng xếp 1 ạ. Vâng ạ, nếu bình thường rồi thì rất may thì ngon. Cầu ngoài sân, điểm số 6-9.
điểm số 69. Đập cầu tốt. Điểm số 16. Một pha đập cầu rất tốt, đập bên dọc biên rất tốt của chị Trang. Nếu mạng chất lượng mạng bình thường rồi thì rất là tuyệt vời. Điểm số 16. Xem một chị Linh thắng 216 nhá. Phát cầu rất dựng luôn ạ. Hay quá nhá. Điểm số 70. Mọi người cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. À, trận thi đấu giữa anh Tiến Minh và anh Lê Đức Phát thì anh Tiến Minh thắng ạ. Đang đánh set 1 thì anh Phát bị chấn thương. Số 117, hai vận động viên đang nghỉ rất hẹp. Các huấn luyện viên đang vào chỉ đạo và nhắc nhở các vận động viên. Lúc này cái vai trò của huấn luyện viên rất là quan trọng ạ. Tìm ra những cái điểm sai và tìm ra những điểm yếu của đối thủ để nhắc nhở các vận động viên làm sao để thi đấu tốt hơn. Huấn luyện viên rất quan trọng luôn. Thi đấu mà không có huấn luyện viên thì thật sự là điểm số đó là 117. Set 1, em xin cập nhật kết quả các trận đấu nhá. Nội dung đơn nam thì anh Nguyễn Tiến Minh là vô địch ạ. Nội dung đôi nam là anh Tuấn Đức Hồng Nam vô địch. Nội dung đôi nữ là chị Hồng và Hồng Khánh Thái Bình vô địch. Nội dung đôi nam nữ là Tuấn Đức và Như Thảo Hà Nội vô địch. Và đây là trận thi đấu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay, là trận chung kết đơn nữ giữa chị Nguyễn Thùy Linh và chị Vũ Thị Trang. Thì set 1 chị Linh thắng 216, set 2 là chị Trang đang dẫn 117. Mọi người cùng chia sẻ và để xem trận đấu ạ. Kéo lưới rất hay. Ui, vẫn còn. Wow, thì anh Nguyễn Tiến Minh vô địch nha mọi người.
anh Lê Đức Phát đang đánh set 1 thì bị chấn thương nên là không thể tiếp tục được thi đấu nữa. Thì anh Nguyễn Tiến Minh đã giành chiến thắng. Anh Tiến Minh thì là tượng đài của Long Việt Nam rồi. Vâng, một pha đập vào lên lưới rất tốt, rất nhanh của Sĩ Linh. Đã có những tiếng hô của Sĩ Linh. Cần phải hô sung hơn. Điểm số được rút ngắn 10-12. Cần phải hô và sung lên, trận đấu mới hay được. Đúng rồi, chào 400 anh em. Chúc em buổi tối vẻ. Mọi người giúp em chia sẻ video lên trận cầu lông nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn là tăng bạn bè vào để xem ạ. Điểm số 10-12. Phát cầu dựng lắm mọi người ạ. Ui, vẫn còn. Và cứu cầu xuất sắc. Điểm số 11-12. Đồng 600 lượt chia sẻ rồi. Người chia sẻ lên 1.000 lượt đi. Đúng rồi, anh em cổ vũ chị Linh thì cổ vũ chị Trang cổ vũ nhá. À, chị Linh đang dùng cái vật Asus 8D mọi người. Không biết chị căng bao nhiêu cân nhỉ? Đoán tầm 12 cân rưỡi hoặc 13 cân. Học cũng là đánh cái vợt 88D cũng căng 12 cân rưỡi. Điểm số 13-11. Nhà thi đấu rất đông rồi ạ. Đúng rồi, à, mọi người cổ vũ đi ạ. Anh em Bắc Giang, anh em Thành phố Hồ Chí Minh cổ vũ cho chị Trang. Còn anh em Phú Thọ, anh em hai cổ vũ chị Linh thì cổ vũ ạ. Em cổ vũ cho hai người vì hai người đều rất xuất sắc, đã góp mặt vào trận thi đấu chung kết này thì đều là những tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam, nên là ai thắng thì cũng xứng đáng thôi. Điểm số 13-11. Cầu ngoài sân, điểm số 12-13. Anh chào em thì anh Nguyễn nhá. Anh ăn gì mà anh khỏe thế? Anh ăn bánh mì chấm sữa và đánh cầu buổi trưa. Chào anh Thế Anh nhá, mọi người mua quần áo với những bộ quần áo chất lượng đẹp thì mọi người có thể liên hệ với anh Thế Anh Nguyễn, Thế Anh Sport, Thế Anh Nguyễn. Điểm số 13 đều. Cố lên nào, hai vận động viên cố lên, cống hiến cho khán giả đi ạ. Chị Linh vặn sườn rất tốt, chị Trang cũng vậy. Hay quá. Đúng rồi, nếu mà cầu lông có giải hoa khôi thì chị Linh và chị Trang sẽ được giải hoa khôi đơn nữ. Vừa có sắc vừa có tài. Đã xinh rồi lại còn đánh cầu hay nữa. Thì ai chịu được nữa không biết. Điểm số 14-13, chị Linh vươn lên dẫn trước rồi. Phát cầu dựng thật, đập cầu rất mạnh. Vâng ạ, anh Tiến Minh vô địch ạ. Nó
Hôm nãy học nhắn tin chúc mừng, chúc anh Tiến Minh, chúc anh vô địch. Anh vô địch. Điểm số 14 đều. À mọi người ạ. À, chị Trang thì đang tập luyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhá. Chị Trang quê ở Bắc Giang. Đây là đều hàng là hai tay vợt vị trí số 1, số 2 Việt Nam. Còn chị Linh thì đang tập ở trên tỉnh quốc gia ở trên Bắc Ninh, từ xưa Bắc Ninh. Điểm số đang là 14-15, 15-14. À, đôi nữ thì là đôi Thái Bình vô địch ạ. Đôi Thái Bình là chị Hồng, Phương Hồng và Khánh. Khánh Thái Bình vô địch. Còn đôi Đồng Nai nhì. Điểm số 15 đều, rất kịch tính. Hay quá nhỉ. Cầu trong sân, điểm số 16-15. À, ở nội dung đơn nam thì anh Nguyễn Tiến Minh vô địch nhá mọi người. Trời ơi, em tên là Học mọi người ạ. Sao nick Quốc Học thì mọi người lại hỏi em tên gì? Em tên là Quốc Học nhá. Em sinh năm 99 đó. Em cũng đánh cầu lông mọi người ạ. Cầu ngoài sân, điểm số 17-15. À, anh Phạm Cao Cường có đánh nhưng mà thua Hải Đăng. Thua Hải Đăng nhưng mà anh bị chấn thương thì anh đã phải đang thi đấu bị chấn thương thì nên là xin kết bị dừng trận đấu, dừng giải đấu rất sớm vì bị do vấn đề chấn thương. Hay thế này. Úi, giật hai nhịp. Cầu ngoài sân. Đôi nam nữ Tuấn Đức, Như Thảo vô địch. Đơn nam Tiến Minh vô địch ạ. Điểm số đang là 18-15 nhưng về chị Trang nhá. Set 1 chị Linh thắng 21-6. Set 2 đang là 18-15. Chào 500 anh em, mỗi người cho em một cái chia sẻ lên chợ cầu lông nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chưa mệt đâu. Đập cầu không vào lưới. Điểm số 16-18, cách biệt đang là 2 điểm. 2 điểm chưa nói lên được điều gì hết. Đánh to thi đấu cầu xuống đất nhá. À, điểm số 16-18, chị Linh giao cầu. Đập cầu ra ngoài sân. Điểm số được rút ngắn 17-18. Set 2 rất căng thẳng. Set 1 thì hơi chênh lệch nhưng set 2 đang rất hay. Điểm số 17-18, chị Linh giao cầu. Cầu ngoài sân. Điểm số đổi điểm. Đổi giao cầu. 19-17. Chị Trang giao cầu. Trận
đấu set 2 đang diễn ra rất căng thẳng. Em đang bình luận hai máy nên là mọi người thông cảm nhé, em không đọc hết bình luận được đâu ạ. Và lên lưới rất nhanh, điểm số 18-19 nữa chị Linh. Ok, chào 500 anh em nhá. Mọi người đứng hai em. Mọi người ai mà chưa đăng ký kênh YouTube Quốc học Badminton, mọi người đăng ký nhá. Em sẽ đăng nhiều video hướng dẫn cầu lông ở trên đấy ạ. Kênh YouTube Quốc học Badminton nha mọi người nhá. Hay thế, cố lên nào, trận đấu đang diễn ra rất hay. Hay quá nhé. Một pha cầu quá hay đi ạ. Mọi người có thể thấy trận đấu đang diễn ra rất nhiệt độ rất nhanh, rất điểm số 19 đeo rồi. Thế set đấu thứ hai nhá. Hay quá anh em ơi, anh em chia sẻ đi nào. Những đường cầu đang rất chắc chiu, rất cẩn trọng. Đánh rất an toàn luôn. Ê! Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Điểm số đang là 20-19 rồi mọi người ơi. Chị Trang đang dẫn 20. Đây sẽ đấu thứ hai nhá. Đúng rồi. Để xem hai bản Linh để kết thúc, liệu chị Trang có sang được set đấu thứ ba hay là chị Linh sẽ vươn lên vươn bằng điểm số à? Rất kịch tính ạ. Ui. Hay quá mọi người, em bắt đầu thấy run run rồi ạ. À! Hay quá đi. Chúc mừng chị Trang. Chúng ta được xem set đấu thứ 3 rồi. Ôi. Chúng ta đợi một chút các vận động viên nghỉ 2 phút để chúng ta bước vào set đấu thứ 3 nhá. Set đấu thứ 2 chị Trang đã xuất sắc giành chiến thắng 21-19. Set 1 thì chị Trang đánh hơi lỗi. Nhưng mà chúng ta được xem set đấu thứ 3 rồi. Chào 500 anh em nhá. Mỗi người cho em một cái chia sẻ lên chợ cổ lông. Trận đấu này rất là hay. Rất nhiều người không đến được nhà thi đấu tỉnh Đồng Nai thì em cũng tham gia giải đấu này, nhưng mà em thua Hải Đăng rồi. Thì em ngồi ở đây em quay, em livestream cho để em cho mọi người xem. Đây là rất mong muốn mọi người giúp em, cho em một cái chia sẻ liên trợ. Rất nhiều người đang mong muốn xem được trận đấu hay này. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Em xin cập nhật các trận đấu là ở nội dung đơn nam thì anh Tiến Minh vô địch, anh Lê Đức Phát. Anh Tiến Minh và anh Lê Đức Phát thì anh trận đấu đấy thì đang đánh được nửa set 1 thì anh Lê Đức Phát bị chấn thương nên đã kết thúc trận đấu, đã phải dừng trận đấu. Ở nội dung đôi nam thì anh Tuấn Đức Hồng Nam vô địch, Trí Đức Tuấn Anh nhì. Ở nội dung đôi nữ thì là Phương Hồng và Khánh Thái Bình vô địch, Đồng Nai nhì. Ở nội dung
đôi nam nữ là anh Tuấn Đức Hồng Nam vô địch và anh Trì và chị Giang Quảng Trị nhì nhá. Chúng ta cùng quay lại trận đấu. Đây là CEO thứ 3, trận chung kết đơn nữ của giải cầu lông vô địch cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải Zonex Sunrise. Mọi người chia sẻ đấy ạ. Số 1-0. Hay thế. Khán đài đang rất nóng. Các khán giả đang cổ vũ cho các vận động viên. Điểm số 1 đều. Không ai cổ vũ cho bình luận viên à? Chết rồi. Anh Lộ Vân Phi ơi, tí em khi chấp nhận các bạn ạ. À, nhiều người chấp nhận có em không biết đấy ạ. À, chứ không phải là em kêu đâu ạ. Điểm số 2-1 cho chị Linh. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng. Bắc Giang cầu trong sân của số 2 đều. Vâng, và cầu rất hay của chị Linh, điểm số 3-2. Cô về đây em? Dạ. Mai về à? Anh Việt đâu? Dạ. Anh Việt đi sang Sài Gòn làm gì? Không ạ, thầy Trung bên kia. Thầy Trung có đàn bà. Điểm số 3-2. Điểm số 4-2 rồi. Các bạn, nhà thi đấu đang rất sôi động. Tiếng hò hét cổ vũ rất sôi động, rất khí thế. Đập cầu tốt và đập cầu vào giữa sân. Thank you.
số 53, chị Linh giao cầu nhá. Ok mọi người, mọi người đang xem, nếu ai mà chưa đăng ký kênh YouTube Quốc Học Bếp Minh Tiền, mọi người đăng ký nhá. Đăng ký kênh đấy thì em hay đăng video hướng dẫn cầu lông lên đấy ạ. Cầu lông phong trào lên đấy thì anh em nào chưa đăng ký thì mọi người đăng ký kênh YouTube Quốc Học Bếp Minh Tiền giúp em nhá. Cầu ngoài sân. Điểm số 6-3. Chị Trang đánh hỏng 3 quả ra ngoài rồi. Bạn áo đen là chị Nguyễn Thùy Linh nhá anh nhá. Nguyễn Thùy Linh, một người đang là số 1 Việt Nam, một người là số 2 Việt Nam. Quá hay. Hay thế nhỉ. Xem trận đấu này, thấy rất hay ạ. Ui, khó chịu chưa nào. Những đường cầu rất thông minh của hai vận động viên, di chuyển những bước chân rất nhẹ nhàng. Một pha cầu sẵn co rất hay. Cái gì ấy? Điểm số đường rút ngắn 4-6 thì Trang. Ok anh em, ai cổ vũ chị Linh thì anh em comment nhá, cổ vũ cho chị Linh. Ai cổ vũ chị Trang thì mọi người cổ vũ chị Trang nhá. Tỷ số đang là 4-6 set đấu thứ 3. Đây set đấu thứ 3, tỷ số 4-6. Chị Trang giao cầu. Đập cầu rất mạnh. Ui lắc xoáy thế. Wow, hay thế. Hay quá. Wow. Có thể nói nhà thi đấu đang rất rất nóng nhiệt mọi người ơi. Những pha cầu rất hay của hai bên vận động viên nên là khán giả cũng rất nhiệt tình. Điểm số 7-4 cho chị Linh. Đúng rồi, chị Linh theo như học đánh giá thì chị Linh có lối cầu rất thông minh ạ. Chị Linh đánh rất thông minh luôn. Chị Linh đánh rất thông minh. Đánh rất khó chịu luôn. Chị Trang đánh. Chị Trang đang là tay vợt số 1 ạ. Sẽ thấy bà xếp hạng vào giải đấu này Trang. Hay quá nhỉ. Wow. Những bước chân di chuyển của hai vận động viên rất rất nhẹ nhàng và nhanh. Hay thế nhỉ. Hay quá mọi người ơi. Pha đập cầu lật lưới rất xuất sắc. Điểm số được rút ngắn 5-7 thôi. Cho chị Trang đây là set thứ 3 nhé mọi người. Ok chào 500 anh em. Mình rất mong muốn mỗi người cho cái livestream này một cái chia sẻ. Vì trận đấu này rất là hay. Rất hay nên là mong mọi người chia sẻ lên chợ cầu lông để cho nhiều người có thể xem. Nhiều người không đi được. Có rất nhiều người muốn xem nhưng mà không biết chỗ để xem. Thì nhờ mọi người tag bạn bè hoặc là chia sẻ lên chợ cầu lông. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người xem live stream vui vẻ. Để chúng ta vào đây học tập những đường cầu hay. Điểm số đang là 5-7. Chị Trang giao cầu 5-7. Đây là set đấu thứ 3. Set đấu thứ 3.
57 năm chém tôi con mới. Điểm số 8-5 cho chị Linh. Chị Linh đang dẫn trước 3 điểm. Vâng, chung kết đây là nhà thi đấu đang chật kín người. Có nha, anh Nguyễn Tiến Minh đang xem vợ của mình đánh, chị Trang đánh nha. Anh Tiến Minh đang ngồi trên khán đài. Anh Tiến Minh đang nhìn vợ đánh. Hay thế, ui. Em chào thầy Bùi Văn Đức ạ. Vâng. Cái gì? Chuyện. Điểm số 6-8. Chị Trang giao cầu. Điểm số 7-8, chị Trang giao cầu. Em chào anh Thịnh nhá. Chào mọi người ạ. Chúc ngày buổi tối vui vẻ nhá. Wow, một pha đập cầu. Nhà thi đấu đang những tiếng hò la của các khán giả đang rất là nóng mọi người ạ. Điểm số 8 đều rồi. Đây là set đầu thứ 3. Rất hay mọi người ơi. Mọi người chia sẻ video để cổ vũ cho các vận động viên đây ạ. Điểm số 8 đều, chị Trang giao cầu. Hay quá nhỉ. Ui. Tấn công ở giữa của chị Linh. Có vẻ là các vận động viên đã chỉ đạo tấn công vào giữa. Điểm số 9-8. Đây sẽ đấu thứ 3 rồi nhá. Chào Nhật Phạm nhá. Chào mọi người nhá. Điểm số 18 cho Bút Thị Trang. Trận đấu rất hay ạ. Anh Tiến Minh đánh rồi nha mọi người. Anh Tiến Minh vừa mới giành trận chung kết đơn nam thì Tiến Minh và anh Lê Đức Phát thì đang đánh được nửa set đấu thứ nhất thì anh Lê Đức Phát bị chấn thương nha mọi người. Nên là nó phải dừng trận đấu nên anh Tiến Minh vô địch ạ. Trận đấu rất hay mọi người. Điểm số 18 cho chị Trang. Đây set đấu thứ 3 nhá. Hai lần gặp nhau gần đây nhất thì chị Linh đã xuất sắc giành chiến thắng trước đàn chị của mình là chị Trang. Thì lần này thì liệu chị Trang có trả thù hay không?
chị Trang thì nhiều tuổi hơn rồi thì sức khỏe không bằng chị Linh được. Để xem kinh nghiệm chiến thắng sức trẻ thế nào, hay là sức trẻ chiến thắng kinh nghiệm. Hay quá nhỉ, chùa lưới xoáy thế. Xoáy quá mọi người ơi. Mọi người có thể thấy những pha chùa lưới chị Linh rất xoáy. Tập luyện rất là nhiều mọi người ạ. Phải tập. Những kết quả xử lý trên lưới như vậy là phải tập luyện rất là nhiều. Tập luyện rất nhiều mới có cảm giác những cái pha như vậy. Ok mọi người nhá. Em có kênh YouTube của Badminton đấy, nếu mà anh không biết kỹ thuật thì anh có thể lên đấy anh đăng ký kênh để em sẽ hướng dẫn nhiều video. Ui, nhiều video ở trên đấy ạ. Hay quá nhá. Ui. Hay quá nhỉ. Ui. Một pha cầu quá hay mọi người ơi. Xem ai giành chiến thắng nào. Hay quá nhỉ. Ủa. Ui. Lại đập vào giữa. Không chết đâu. Vẫn còn. Ui dồi ôi. Cầu ngoài sân. Hay quá đi mọi người ơi. Trận đấu rất cống hiến. Trận đấu hai vận động viên rất nỗ lực. Ai cũng muốn giành chiến thắng. Điểm số 9-10. 10 đều rồi. Điểm số 10 đều rồi mọi người ơi. Đây là set đấu thứ 3 nhá. Điểm số 10 đều. Bỏ 3 đi, bỏ 3 đi anh ơi. Bỏ 3 đi anh. Cái gì? Bỏ 3. Đúng lại 3 hả? Bỏ luôn đi. Quốc Học xin phép bỏ anh không phải vào. Ai hả? Công nghệ va đâu rồi? Công nghệ va cho thấy pha đen cầu đến, pha cầu đến ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy ở hai góc sân có bảng điểm điện tử nhá. Ok, trận đấu đang diễn ra rất hay ạ. Điểm số đang 10 đều, đây là trận đấu thứ 3 nhá. Một pha cầu quá hay. Liên tục những pha đập cầu ở giữa người của chị Linh. Kéo cầu cũng qua lưới. Mọi người ơi, trang cầu trang của em là Quốc Học, kênh YouTube của em là Quốc Học Badminton nhá. Anh em nào mà chưa đăng ký thì mọi người có thể lên đây đăng ký ạ. Em sẽ đăng nhiều video hướng dẫn cầu lông phong trào lên đấy nhá. Rất nhiều video hay bổ ích sẽ được đăng ở trên đấy nên mọi người sẽ đăng ký ở đó. Điểm số 11-10 đang nghiêng về chị Linh. Hai vận động viên đổi sân. Đây là set đấu thứ 3. Set đấu thứ 3. Chung kết đơn nam đánh rồi ạ. Tên kênh YouTube của em là Quốc Học Badminton mọi người nhá. Quốc Học Badminton ạ, mọi người có thể lên đấy gõ và mọi người đăng ký nhá. Điểm số 11-10. Huấn luyện viên của chị Linh là anh Hồ Nguyễn Vinh Quang. Và ai thì em chưa rõ nhưng mà anh Quang thì em biết. Đơn nam anh Nguyễn Tí Minh vô địch ạ. Chào Minh Vượng nhá. Chào mọi người, Minh Vượng cho cái chia sẻ đi. Những ai chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ video lên trận cầu lông nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Mọi người xem, nếu mọi người đang xem thì mọi người hãy bỏ ra 1-2 giây để chia sẻ trận đấu này rất là hay. Lên trận cầu lông.
nhiều. Chúc mọi người xem trận đấu vui vẻ. Em chào anh Phương ạ. Chào Quang Huy nhá. Quế Linh cố lên, Phú Thọ cố lên. Đúng rồi. Quang Huy là một vận động viên đang tập tại đội tuyển cầu lông quốc gia Việt Nam. Một bạn trẻ sinh năm 2003 rất hay và em cũng học nhá. Vừa xuất sắc giành giải huy chương vàng hai đồng trẻ và một vàng xuất sắc đánh. Quang Huy đánh rất hay, cũng là người con Phú Thọ. Chị Linh cũng Phú Thọ. Hãy thế nhá. Ui. Đúng rồi ạ. Kênh của em có hình của em và một người chị nữ đang đứng đấy ạ. Trên YouTube của em có hình ảnh của em với một người đang đứng cạnh nhau màu xanh. Điểm số 11 đều. Xét đấu thứ 3 nhá. Cầu ngoài sân, pha đập cầu của chủ động lên lưới rất nhanh của chị Tinh nhưng mà rất tiếc là một pha đẩy cầu hơi mạnh của cầu ra ngoài. Điểm số 12-11. Cầu của chúng ta rất căng thẳng. Đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 trên giải Rolex Champions diễn ra tại Đồng Nai. Đây là ngày thi đấu cuối cùng của điểm số 12-11. Đập cầu. Đây là giải đấu quy tụ tất cả các vận động viên mạnh nhất, giỏi nhất, tài năng nhất của cầu lông Việt Nam nhé mọi người. Đây là giải đấu chuyên nghiệp. Điểm số 13-11 cho chị Trang nhá. Ngoài sân rồi. Cần hạn chế những pha đẩy cầu. Chị Linh 3 điểm đều đẩy cầu ra ngoài. Cần hạn chế đẩy cầu. Chặn cầu lại. Vì cầu run, đây là đánh cầu run đấy ạ. Thi đấu cầu run đấy nhá. Đúng rồi. Chúc mọi người xem vui vẻ nhá. Điểm số 14-11 cho chị Trang. Đập út. Kỳ lưới rất xoáy. Ừ. Hay thế nhỉ. Wow. Đánh cầu di chuyển rất nhẹ nhàng của các hai vận động viên. Hay thế nhỉ. Wow. Ai sẽ giành chiến thắng pha cầu này nào? Vẫn còn kìa. Bao nhiêu chạm nhưng mà rất là lâu. Một pha lừa cầu hai nhịp nhưng mà rất đáng tiếc không qua lưới. Quá hay, điều quá hay. Một nick 400, một nick 600. Em đang quay hai máy ạ. Hay mà. Điểm số rút ngắn 12-14. Đúng rồi, anh em hãy chia sẻ video này đi. Hãy giúp em chia sẻ video này. Hãy giúp em, cũng như là giúp các vận động viên chia sẻ video này để cho nhiều người có thể được xem trận đấu hay này. Chia sẻ lên chợ cầu lông ạ. Điểm số 12-14 cho chị Linh. Ui.
Vâng, một pha kê cầu lật lưới, điểm số 13-14. Hay quá. Mình có thể thấy những bước di chuyển của hai vận động viên rất nhẹ nhàng, những đường cầu rất tinh tế và rất chắc chiêu. Ui, wow, hãy qua đi, ai sẽ giành chiến thắng nào? Ui, hãy qua anh em ơi. Linh đánh cầu rất thông minh mọi người ạ. Điểm số của set đấu thứ 3 đang là 14 đều. Hay quá. Nếu như mọi người thấy video này hay, nếu như mọi người thấy trận đấu này hay thì hãy cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Một trận đấu hay như này thì cần có phải rất nhiều người xem. Điểm số là 14 đều. Hãy giúp em chia sẻ với họ lên chợ cầu lông nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Điểm số 14 đều. Chị Linh giao cầu. Quá hay luôn. Không dùng từ hay nữa đâu, dùng từ quá hay. Wow. Và lên lực cầu vồ cầu tốt. Chào 700 anh em đang xem nhá. Thì qua livestream của em lên đến 1.000 gần 1.100 người xem, sướng. Đây là anh em chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ lên 1.000 người xem đi ạ. Cầu ngoài sân, điểm số 15 đều. Em cổ vũ cho cả hai người. Nhưng chị Linh thì cùng quê và cùng nhà sĩ. Nhưng mà chị Linh, em cổ vũ chị Linh nhiều hơn. Hay thế. Điểm số 16-15 cho chị Linh. Đây là set đấu thứ 3 rồi nhá. Mày thế nha. Wow. Bùm. Vâng ạ. Rất hay. Trận đấu đang diễn ra rất hay luôn. Điểm số 17-15 Linh. Nói chung là chị Linh thì sức trẻ thì sẽ khỏe hơn chị Trang. Chị Trang thì nhiều tuổi hơn và cũng lấy chồng rồi. Chị Trang là vợ của anh Tiến Minh. Nhưng mà chị Trang như vậy là quá hay rồi mọi người ạ. Trận đấu này là 1-9-1-10. Chưa biết ai giành chiến thắng. Nhưng mà chị Linh đang dẫn 17-15 sang đấu thứ 3.
lần này thấy cái trắng này căng nó mới nhìn nó ra. Các bạn biết rằng là trước đây ít phút thì phu quân của Vũ Thị Trang đã bước lên ngôi vương của mình sau khi đã đánh bại Lê Đức Phát của quân đội. Hay quá nhỉ. Nếu cứ chặn lại thế thì ngon. Wow. Tiến Minh sẽ nói rằng bất cứ hay quá mọi người ơi. Đặc biệt nào quá hay mọi người ơi. Một pha chém cầu không nghĩ là chém sang vào đấy đâu. Điểm số 18-15 cho chị Linh. Đây là set đấu thứ 3 rồi nhá. Chị Linh đang dẫn 18-15. Anh em chia sẻ với nhau đi ạ. Quá hay, quá nghiệp. À điểm số 16-18, một pha đập cầu ra ngoài của chị Linh. Chị Trang giao cầu 16-18. Ok, ngày hôm qua thì anh Đức Phát đang đánh thì đi thay quần và đã giành chiến thắng. Nên là bây giờ có Trào Lưu đang đánh, đang bị dứt điểm đi thay quần. Cầu trong sân, điểm số 17-18 thôi chị Trang. Nhiều lần cầu không qua lưới, điểm số 19-17 cho chị Linh. Xin chào. Hay thế. Úi kìa, vẫn còn kìa. Điểm số 18-19 chị Linh. Rất căng to và rất quyết liệt. Đấy, rất căng thẳng. Cách chiến thắng chỉ còn 2 bước chân nữa. Quay hai máy luôn ạ. Trở thành Linh đã chiến thắng.
nhà thi đấu rất đông và hàng triệu cổ động viên, hàng nghìn cổ động viên đang tập trung để cổ vũ cho chị. Liệu lần này chị có thành công hay không, cách trận đấu chỉ còn hai quả bóng nữa. Hai quả bóng bình luận viên Quốc Học quay. Mọi người chia sẻ với nhau đi ạ. 19 đeo rồi. Ok mọi người ơi, cổ vũ đi ạ, cổ vũ đi. Mọi người dự đoán ai vô địch nào? Anh em dự đoán ai sẽ vô địch, ai sẽ lên ngôi vô địch. Học thì Học không thể biết là ai vô địch. 19 đều. Bây giờ cần sự bản lĩnh, bây giờ cần sự bình tĩnh, bây giờ sự cần một chút may mắn nữa để xem ai có thể ai giành vô địch thì cũng xứng đáng thôi, nhưng mà để xem ai bình tĩnh, bản lĩnh và quyết đoán ở hai điểm cuối, số cuối cùng ạ. Hay quá anh em ơi. Hay quá mọi người thấy hay không ạ? Chào 800 anh em đang xem. Chào 800 anh em đang xem. Điểm số 20-19. Anh em cùng chờ đón xem ai sẽ là người vô địch. Ai sẽ là nhà vô địch đây? Ai sẽ là nhà vô địch? Hay quá anh em ơi. Ôi đọc. Bình tĩnh nào. Hay thế nhỉ. Ôi hay thế nhỉ. Hay quá đi. Ôi chúc mừng chị Nguyễn Thùy Linh đã một vàng, một trận đấu rất hay anh em ơi. Chị Linh đã xuất sắc rồi vượt qua chị Vũ Thị Trang để lên ngôi vô địch. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thùy Linh. Đánh quá hay. Dạ. Tắt ạ. Đây thầy quay. Ok anh em ơi, kết thúc rồi, xin chúc mừng chị Linh nhá. Bây giờ sẽ là lễ trao giải. Bây giờ sẽ là lễ trao giải anh em ạ. Đúng rồi, chị Linh gánh hay quá. Bây giờ
Ok, tí học kiểm tra nhá. Học kiểm tra nếu mà mọi người dự đoán tỷ số từng xét mà dự đoán tỷ số từng xét mà đúng thì học sẽ tặng cho mọi người. Đấy, bây giờ sẽ là nhận giải ạ. Ôi, anh em bé đây không ạ? Chuẩn bị lên đường đi. Mọi người có biết ai kia đây không ạ? Đây anh Tuấn Anh, ông chủ của cầu lông. Mái bà chụp màu quá. Alo ạ. Em ở bên khán đài bên này thầy ạ. Dạ. Bây em chuẩn bị ạ. Bây chuẩn bị về ạ. Vâng, thầy đợi em một tí em. Đây sẽ là lễ trao giải mọi người ạ. Vâng, sau 5 ngày thi đấu, 6 ngày thi đấu thì cuối cùng trận cũng đã kết thúc. Ok, bây giờ học sẽ đi ra chụp ảnh của anh Tiến Minh cái đã. Xong thì dọn đi. Vâng.